Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trên KBIZ 24 giờ. Và ngày hôm nay các sao Hàn có thông tin gì nóng hổi và không thể bỏ qua thì chúng ta hãy cùng nhau theo dõi ngay bây giờ nhé. Xuất phát điểm là thực tập sinh của SM Entertainment và từng là thành viên của nhóm nhạc K-pop hàng đầu EXO. Ba thành viên Kris, Luhan và Tao đã có được cho mình một lượng fan nhất định và nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Dù đã rời EXO từ rất lâu và trở thành minh tinh lớn của showbiz Trung Quốc, nhưng việc cả ba người có thể đứng chung sân khấu một lần nữa đã gây bão mạng xã hội. Và điều khiến cho người hâm mộ EXO dậy sóng hơn nữa là cả ba thành viên này cùng dành thời gian ôn lại kỷ niệm xưa cũ trong lúc còn là thực tập sinh của SM. Với tư cách là giám khảo khách mời sáng tạo doanh năm 2020, Ngô Dược Phạm, Kris đã có cơ hội tề tụ cùng với hai người đồng nghiệp năm xưa, chính là Lộc Hàm, Luhan và Hoàng Tử Thao, Tao. Xuất phát điểm là thực tập sinh của SM, từng là thành viên của nhóm nhạc hàng đầu K-pop EXO. Vì vậy, việc ba người có thể đứng chung sân khấu một lần nữa đã gây bão mạng xã hội. Chứng kiến tinh thần luyện tập miệt mài của các thí sinh, ba huấn luyện viên nhìn thấy chính mình và cùng dành thời gian ôm lại kỷ niệm xưa cũ. Trong lúc còn là thực tập sinh SM, Luhan gợi lại trước đây khoảng thời gian thực tập cũng phải chịu sự trang giũa nghiêm khắc. Anh cho rằng nếu áp dụng sự nghiêm khắc như ở SM, với các thí sinh trong sáng tạo doanh thì chắc chắn các cô gái sẽ phải khóc mất. Về những kỷ niệm vui, Tao đã gửi lại mảnh giấy note mà anh gửi cho Kris và Luhan khi còn ở ký túc xá, nhưng anh quên sạch nội dung là gì. Kris nhanh trí khẳng định lời nhắn của Tao là nhắc nhở hai ông anh yên lặng để anh ngủ ngon giấc. Nhưng mà Tao một mực phủ nhận và khẳng định phải là một nội dung khác. Anh nhớ mơ màng trong khi ngủ, Kris và Luhan đã tiến đến và xoa đầu anh sau khi đọc tờ giấy note, nhưng tiếc là nội dung thì chính chủ đã quên sạch. Đoạn ôm lại kỷ niệm vui này được chia sẻ rộng rãi khắp mạng xã hội, không chỉ trên Weibo mà còn nhiều trang cộng đồng fan K-pop. Những tưởng rằng đoạn hội thoại của ba cụ gà SM sẽ được đón nhận nồng nhiệt vì lần đầu tiên họ chung sân khấu kể từ khi rời khỏi showbiz Hàn. Nhưng chính những ký ức trên đã làm cho fan EXO nổi giận, để lại không ít bình luận mỉa mai, chăm chọc Kris, Luhan, Tao vì chuyện quá khứ. Fan EXO đã gọi Kris, Luhan, Tao là những kẻ phản bội, bồ câu vì đã giết áo với công ty chủ quản SM và gây bao fan khủng đốn cho các thành viên của EXO. Tháng 5 năm 2014, trước thềm EXO tổ chức concert đầu tiên trong sự nghiệp, Kris đã gây sốc khi đơn phương đệ đơn kiện SM Entertainment với mong muốn vô hiệu hóa hợp đồng và cáo buộc SM đã coi thường sức khỏe, chia lợi nhuận không công bằng, vi phạm nhân quyền. Kris cho rằng anh bị công ty đối xử như đồ vật chứ không được tôn trọng như một nghệ sĩ. SM tự ý quyết định lịch trình của gà nhà, không đếm xỉa đến ý kiến cũng như là tình trạng sức khỏe của thần tượng. Chỉ vài giờ sau khi tin tức nổ ra, hai thành viên người Trung, Luhan và Tao đã tiêu mặt Kris trên mạng xã hội. Tao có lẽ là thành viên khiến cho các fan của EXO ghim nhiều nhất vì từng viết hẳn tâm thư trách móc Kris phản bội, củng cố lòng tin với fan rằng anh sẽ không rời nhóm. Và rồi năm 2015, tháng 4 chính là lời nói dối của anh. Bố của Tao từng chia sẻ về truyền thông về việc anh đồng ý rời EXO là vì lý do như sức khỏe và cũng mập mờ ám chỉ những bất công mà nhà SM đối xử với Tao. Được biết, đại diện pháp lý của Tao cũng chính là công ty hỗ trợ hai thành viên người Trung Quốc đã tách nhóm EXO trước đó, Luhan và Kris. Tao là thành viên người Trung thứ ba rời khỏi EXO về đại lục mở rộng sự nghiệp solo. Có rất nhiều lý do và giả thuyết đằng sau việc Kris, Luhan và Tao rời bỏ EXO, cũng có rất nhiều phản ứng trái chiều về hành động của họ. Đồng tình có mà chỉ trích tẩy chay cũng không ít. Điểm chung của cả ba cựu thành viên đó là họ đều trở về phát triển sự nghiệp ở quê nhà Trung Quốc và bắt đầu xây dựng tên tuổi cá nhân, tự đứng trên đôi chân của riêng mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của KBIZ 24 giờ và đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ một tin tức gì về sao Hàn đến từ KBIZ 24 giờ các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.